Kế hoạch pha loãng nước phóng xạ đã xử lý và xả ra đại dương trong vài chục năm của Nhật Bản, phù hợp các tiêu chuẩn an toàn quốc tế liên quan, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, IAEA, cho biết hôm nay. Việc xả thải dần dần, có kiểm soát này sẽ có tác động phóng xạ không đáng kể đến con người và môi trường. Tổng Giám đốc IAEA, Rafael Grossi cùng ngày, đã trao báo cáo của quá trình đánh giá kéo dài 2 năm cho Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ông Grossi cho biết sẽ tìm cách xoa dịu lo ngại và bố trí nhân viên IAEA tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima để giám sát. Chúng ta phải thừa nhận rằng chuyện này chưa có tiền lệ, Tổng Giám đốc IAEA nói, thêm rằng Nhật Bản là bên có quyết định cuối cùng trong vấn đề. Nhật Bản sẽ tiếp tục đưa ra giải thích đến người dân và cộng đồng quốc tế một cách chân thành, dựa trên cơ sở khoa học và mức độ minh bạch cao, ông Kishida cho biết. Nhật Bản tháng 3 năm 2011 hứng chịu thảm họa kép động đất và sóng thần, khiến nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị ảnh hưởng. Và lõi lò phản ứng tan chảy, giải phóng lượng lớn phóng xạ vào môi trường xung quanh. TEPCO, đơn vị vận hành nhà máy, phải xử lý hàng trăm bể chứa, hơn 1 triệu tấn nước ô nhiễm, dùng để làm mát lò phản ứng trong tai nạn. Năm 2021, giới chức Nhật Bản dự đoán không còn sức chứa và quyết định lên kế hoạch xả dần dần nước thải đã qua xử lý xuống biển. Cơ quan quản lý hạt nhân Nhật Bản dự kiến phê duyệt tiến hành dự án trong năm 2023. Nước thải phóng xạ sẽ trải qua hệ thống lọc để loại bỏ các đồng vị phóng xạ, chỉ để lại tritium, một trong hai đồng vị phóng xạ của hydro. Dù tritium độc hại, nó vẫn tồn tại trong tự nhiên và các chuyên gia cho biết lượng tritium trong môi trường sẽ cực nhỏ do hòa lẫn với nước biển. Nhật Bản gần đây đã hoàn tất xây dựng đường ống ngầm để xả nước thải ra đại dương trong 30 năm. TEPCO ngày 12 tháng 6 thông báo bắt đầu thử nghiệm đường ống sử dụng nước sạch. Các nghiệp đoàn đánh cá từ lâu đã phản đối kế hoạch, cho rằng động thái sẽ xóa bỏ mọi nỗ lực khôi phục hình ảnh trong bối cảnh một số nước đã cấm nhập thực phẩm từ Nhật Bản sau thảm họa. Các quốc gia láng giềng phản đối kế hoạch của Nhật Bản. Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo tuyên bố báo cáo của IAEA không thể được coi là tấm vé để Nhật Bản xả nước phóng xạ và kêu gọi nước này dừng kế hoạch. Nếu Nhật Bản quyết đi theo con đường riêng, họ sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, bày tỏ đáng tiếc vì IAEA đã hấp tấp đưa ra báo cáo. Người dân Hàn Quốc đang tích trữ muối biển và các mặt hàng khác với tâm lý lo ngại về an toàn sức khỏe với kế hoạch này của Nhật Bản. Tôi mới mua 5kg muối, Lee Yang-min, 38 tuổi, cho biết khi đang làm món súp rong biển tại nhà ở Seong Nam, phía nam thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Cô nói rằng trước đây cô chưa bao giờ mua nhiều muối như vậy, song hiện giờ đó là những gì cô có thể làm để bảo vệ gia đình. Trong khi đó, Kim Yu Ngoc, 73 tuổi, đứng bên những kệ hàng trống rỗng trong siêu thị, cho biết, tôi đi mua muối nhưng hết hàng. Lần trước tôi tới cũng không có. Việc người dân đổ xô tích trữ đã phần nào khiến giá muối ở Hàn Quốc tăng gần 27% trong tháng 6 so với 2 tháng trước, mặc dù các quan chức cho rằng thời tiết và sản lượng thấp hơn cũng là một nguyên nhân. Thứ trưởng Thủy sản Song Sang-kun cho biết, để đối phó với tình trạng này, chính phủ Hàn Quốc sẽ xuất kho khoảng 50 tấn muối mỗi ngày, với mức chiết khấu 20% so với giá thị trường, cho đến ngày 11 tháng 7. Cơ quan Thủy sản Hàn Quốc nói rằng, họ sẽ theo dõi chặt chẽ các trang trại muối nhằm phát hiện nếu có bất kỳ sự gia tăng phóng xạ nào. Hàn Quốc đã cấm hải sản từ vùng biển gần Fukushima, trên bờ biển phía đông của Nhật Bản. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.